Anh Tiên ơi, anh Tiên ơi, đi hết rồi sao lại không vô? Mọi người ơi, vậy thì đến giờ rồi, mình cũng bắt đầu học thôi. Thì tiện thì có bài của anh Tiên thì anh ấy gửi qua đây. Thì em có một số cái nhận xét như thế này. Ở trong cái phần này mình cần chú ý thêm một chút này. Có thể là mặt hình dáng. Đầu tiên là cái hình dáng nó vẫn còn còn bị méo một chút anh ạ. Đó là cái đường đường chính ở ngoài này, mình có thể là lúc mình chỉnh thì mình sẽ căn chia lại. Thứ hai nữa là có cái phần này, cái phần vát ở trong này, ở đây thì nhiều nhưng mà nó lại tạo ra một cái cạnh giống như là cái cạnh tam giác nhọn như này đó. Nó lại không không hợp lý, lại không hợp lý. Rồi cái đường này nó phải ở cao, sau cái đường này nó là thấp, nó dốc xuống một đường thôi. Mình nhìn thấy một đường ở đây thôi, ở đây này mình nhìn thấy hai cạnh rồi. Còn lát qua kia thì em sẽ nói rõ hơn. Còn một cái nữa đấy là cái chấu của mình này. Cái chấu với cái đá của mình nó bị tụt sâu quá rồi, không có cái độ cao mặt của cái viên đá này, dẫn đến cái chấu nó cũng vậy. Và cái chấu đây của anh nó hơi bị ngắn này, tức là mình phải kéo dài cái chân chấu xuống nữa. Nó có rất nhiều cái thông số là mình sẽ phải kiểm tra lại và mình làm nó đúng thông số thì nó mới ra đúng cái chấu được, nó đủ khỏe hay là đủ độ mềm dẻo của nó để nhận đá vào, nó không có bị vỡ.
thì chấu mình cứ phải theo giống như theo công thức vậy á, mình làm đúng như vậy. Ổ hột to, ổ hột lớn này thì mình chưa có nói đến. Và cái khối ở trong là nó bị lõm, rồi nha. Như này là không đúng, như này là hình như là anh ít chút, space từ cái trên xuống chứ không có làm đáy bằng. Mình làm khối như này thì nó bị lõm như này, nó bị sai và có thể là qua những cái bước tiếp theo ấy, nó lỗi, nó không có làm được, Ok, thế thôi. Em sẽ mở tiếp cái bài hôm qua ra. Đây, hôm nay mình sẽ hoàn thiện cái này trước. Mình sẽ hoàn thiện cái này trước, xong rồi lần lượt bốn cái mặt. Hôm nay làm hết. Nó bao gồm là thêm một cái phần ổ hột lớn này nữa. Và phần làm đáy dưới, kiểu gì? Đáy dưới có thành hay là làm chỉ rễ trong cái trường hợp này. Bên này em ẩn cái hình này đi, ẩn cái hình này đi. Đây này anh, là một cạnh nó gần như là mình làm đứng lại, mình làm thẳng đứng lại. Mình sẽ nhìn đây, nhìn thấy đây chỉ một đường thôi, nhìn thấy nó không có vướng. Và như bữa hôm trước em bảo là cái phần trong này mình chỉnh nữa xuống, mình chỉnh nữa xuống để cho nó thấy cái vát, đoạn vát từ phía trong này luôn. Bây giờ từ cái này thì mình sẽ lấy cơ ra, mình phá ra. Đây mình sẽ lấy lại cái những cái thanh công cụ đây. Rồi. Ok, bây giờ em phá ra này. Phá ra nhá. Đẩy ra này. Sau đó mình sẽ lấy lệnh lấy cơ này, chọn cái hai này. Vứt cái này đi. Đẩy lên sang. Sợi này. Mình cần cái đoạn trên này nó trũng xuống, nó thấp xuống đó. Cho nó đúng nhìn từ trên này cho nó dễ thấy được cái cạnh vát hơn. Hơn là xuống dưới này nó mới vát chẳng hạn. Đây thì bật điểm lên, nhiều điểm quá. Review lại một cái đường cong này khoảng 9 điểm gì đó, 8-9 điểm gì đó, đường cong đơn giản thôi và nó cũng nó lệch đi một chút. Review lại 10 điểm đi. Ok, và cái cần ở đây em ẩn này đi nha. Đây mình cần bây giờ là mình hạ lên chỗ bật gumball lên, nó ở đây này, bật lên xong rồi kéo nó xuống. Rồi và cái đoạn dưới này mình thấy nó vát hơi sâu. Ở đây em sẽ kéo ngược lên. Ở đây mình dùng cái lệnh keo 1D này. Bắt ở cái điểm này. Bắt ở cái điểm này. Xong mình giữ shift mình kéo lên. Đó. Kéo lên một chút. Mú lên một chút nữa. Dùng cái lệnh keo 1D nắm điểm thu về ấy, thì nó sẽ đều hơn. Nếu mà mình mua cả cái đấy, mình mua cả cái đấy mấy điểm ấy, nó đi một cái đoạn dài nó sẽ dễ bị lệch. Đây mình nối lại và chạy lại lệnh script hai gel căng cơ lại, bật điểm lên. Ok, đây mình soi lại, soi cho nó dính lại. Em xóa cơ đi, hiện hiện cái này ra. Rồi bây giờ trước khi làm cái đường hột này, mình lấy một cái viên đá lớn này ra đã. Mình lấy một cái viên đá lớn ở đây, đo trước đi, đo cái viên này khoảng bao nhiêu đây, 5 ly 3. Mình lấy
một là lấy nhỏ hơn một chút xíu thì mình lấy viên 5 ly đây. Tại vì sao? Vì khi mà mình lấy vào đây này, mình sẽ làm cho cái ổ hột nó lớn hơn cái viên đá này một chút, và chấu nó sẽ chìa ra một chút. Nếu mình lấy lớn hơn thì nó bị chìa ra nhiều hơn, cái chấu nó cũng lớn hơn thì nó sẽ chắc chắn nó sẽ to hơn cái hình này. Thế nên là mình cứ nên chọn cái viên đá so với hình nhỏ hơn chút xíu, nên chọn những cái size chẵn, size đá chẵn. Ở đây trước khi mình làm chấu và ổ hột, phần chấu và phần ổ hột thì mình sẽ lấy cây độc trước của cái viên đá lớn này. Thì cái thông số của đá lớn này đây là để 105%, đây để 5, đây để 0, đúng không? Đá lớn thì mình sẽ để mở ngang nhỏ hơn, mình để 5% thôi. Còn phần chân cây đục này mình giảm về 5, không có cần nó lớn như vậy nữa. Còn sau đó chọn viên đá này, mình sẽ nhập vào cái phần setting này, ở đây phần head builder đây, nhập vào đây. Đây sẽ làm ổ hột, phần ổ hột cho cái này. Về phần chấu này, khi mà viên đá này nó được lấy ra từ cái lệnh này, chưa có chỉnh sửa, chưa có làm gì hết, thì cái chấu này nó mặc định là cái độ lớn của nó là 0,91 này, độ lớn mặc định của chấu này ra sẵn, ra để sẵn cái con số này luôn, ra sản xuất bình thường. Nó cũng đủ cứng cáp, nó cũng không phải quá to, nó không phải quá to mà là phù hợp. Ở đây tất cả những cái con số này, đầu tiên mình cần quan tâm đấy, đó là ba cái hình này, cái hình rail này mình chọn cái số 4 này chẳng hạn, tức là thứ tự thì là 5, 1, 2, 3, 4, 5. Mọi người nhìn này, mọi người nhìn nhá, đó thì nó đổi từ cái đường tròn về cái hình này, về một cái hình nó có thành đứng, nó đi vào trong và phần bên trong này nó khoét bỏ một miếng này cho nó nhẹ lại này. Thì là chỉnh ở đây, chỉnh ở phần rail này. Sau đó cái mình cần quan tâm tiếp đó là mình kích chuột trái vào đây, mọi người có thấy nó tăng lên không? Nếu mà kích chuột phải vào nó giảm đi, kích chuột phải vào giảm đi. Hiện tại mình chỉ cần một phần đỡ ổ hột thôi. Khi nào trong trường hợp, tùy từng trường hợp mình cần hai vòng đỡ hay như nào đó thì mình sẽ chọn ở đây. Còn hiện tại mình chỉ cần một thôi, mình để một. Còn cái phần form này là cái chấu này, chấu mình để hình tròn. Nếu mình cần thay đổi hình dáng này, nó có rất nhiều cái hình dáng ở trong đây, mình có thể chọn. Ví dụ như là lấy một cái hình trái tim chẳng hạn, đó ở đây nó xuất hiện trái tim này, trái tim hướng vào trong. Nếu mà chọn cái trái tim hướng ra ngoài thì nó sẽ quay ra ngoài. Hình nhọn này, rất là nhiều hình dáng, hình con gấu này. Nhưng mà mình làm đồ xoàn hay là đồ gì đó thì vẫn luôn ưu tiên là cái chấu tròn, chấu trụ tròn này thôi. Đó, đấy là ở trên này. Còn cái phần cái phím ở đây bật hoặc tắt thì nó sẽ thay đổi là cái thành của cái phần ổ hột này, nó thẳng đứng vuông thành sắc cạnh luôn, không theo cái đường chéo của chấu hai, là nó sẽ theo cái đường chéo của chấu. Đó, mình để cái ổ hột cho nó một hướng với nhau, cho nó một hướng với nhau thì mình sẽ để là theo hình dáng của chấu, theo cái độ nghiêng của chấu đó là như này. Ok, bắt đầu mình cần quan tâm tiếp là những cái phần, từng phần một, phần tổng quát này, phần chấu riêng này, phần đây là phần reo riêng này, là phần phần đỡ ổ hột riêng này, và phần chấu riêng này, phần đầu chấu riêng này. Mình cần quan tâm những cái gì? Đây, đầu tiên là mình nhìn ở bên mặt front này, mình nắm ở đây, nắm cái head prop này, mình kéo lên. Mọi người thấy ấy, cái ô này nó đánh dấu màu vàng, vàng đậm, tức là mình đang chọn cái ô đó. Hay là mình dùng cái lệnh này mình kéo lên, thường nó để khoảng
nó che đi, nó che cái phần đáy hột này đi một chút xíu, đó như này, vừa vặn che đi cái đáy hột là như này nha. Rồi cái mình cần quan tâm tiếp theo nữa đó là phần ăn ngàm của cái chấu này, mình để vào đây là khoảng 0.25 hoặc là 0.3, đấy là độ ăn ngàm. Ở đây là nó tính là mm chứ nó không có tính là bao nhiêu phần trăm, giống như là những cái chấu kia, giống như là ăn ngàm 35% đối với những cái chấu nhỏ thì nó không có, đây nó chỉ là có thể hiện là mm luôn. Rồi độ lớn là để mặc định này, thứ hai là chiều độ cái đáy của phần ổ hột thì để chạm đỉnh này, thứ ba là phần ăn ngàm là sẽ để từ 0.25 đến 0.3 này. Phần đầu của chấu này, phần đầu của chấu này đây, phần đầu này mình có thể là mình giảm vào đây, mình giảm vào đây, giảm cho nó về không, cho nó phẳng như này, làm kiểu chấu xoàn, hoặc là mình sẽ để cho nó tròn 0.7 hoặc là 0.8 đối với từng từng loại hàng mà mình vẽ, mình sẽ để đây thay đổi ở đó. Tiếp theo nữa cái độ cao, độ cao của cái phần này, độ cao của cái chấu này so với cái phần cây đục này bao nhiêu, để khi mà đục về thì cái phần phía trên cái chấu này nó có nó còn lại bao nhiêu là phù hợp. Thì trước khi chỉnh cái đấy, cái độ cao đấy, mình chỉnh cái độ nghiêng của cái chấu đã, độ nghiêng của cái chân cái chấu này. Bây giờ mình để khoảng 10 độ đối với đá, cái đá 5 ly rưỡi này, 5 ly mình để từ khoảng 10 đến 12 15 độ tùy, để 12 độ như này ha, 12 độ đó cho nó có cảm giác nó xin nghiêng vào như này. Chấu thì mình luôn nên làm cho nó nghiêng một chút, vì sao? Đục ngàm ở đây xong người ta sẽ vẽ cái đầu chấu vào người ta đỡ, và khi mà chấu nó nghiêng vào cái phần đỡ ở dưới này nó nhiều hơn, viên đá nó sẽ giữ ở vị trí này, nó không có bị tuột xuống. Nếu mà mình để thẳng chấu chẳng hạn, đá mặc dù ngàm nó vậy ấy, nhưng mà nó vẫn dễ bị tuột thẳng xuống dưới, rơi thẳng xuống dưới. Thế nên là mình luôn làm cho nó nghiêng vào trong như này. Ok, đây là độ nghiêng này. Còn đây là độ cong của đầu chấu này. Mọi người thấy à, một là nó có thể là ôm vào trong, hai là nó ngả ra ngoài. Thế là tùy từng trường hợp. Có trường hợp là mình cần ôm vào không? Đó, mình vừa cần nghiêng chấu vừa cần ôm vào thì mình sẽ sử dụng ở đây. Ở đây mình không dùng, để bằng không. Và nghiêng rồi, không cong rồi, bắt đầu mới chỉnh lại cái độ cao. Độ cao chấu ở đây mình cũng căn, căn như cái phần chấu bên cây đục của đá nhỏ kia. Ví dụ mình cứ để áng chừng ra đây, nó chạm mép như này chẳng hạn, khoảng 35 đi. Ở đây nó đang hiện là 0.35 này, mình cứ lên cho nó 0.1 hoặc là 0.15, tức là đá càng lớn thì mình sẽ làm cho nó dư lên trên một chút nữa. Còn đá này mình để thêm khoảng 0.1 thôi, tức là nó lên khoảng 0.45 đó, như vậy 0.45 như vậy. Rồi xong ô thứ nhất này, mình chuyển qua ô thứ hai này. Cái ô thứ hai này mình chọn một cái R màu đỏ này, cái chữ R màu đỏ này thì mình bấm chuột trái thôi, mình chọn thì nó sẽ nhảy ra đây. Cái này thì chỉnh cái gì, cái này là phần chỉnh cái phần ổ hột phía dưới này. Rồi mình tăng cái chiều cao này lên chẳng hạn, đó, cho cái phần ổ hột này nó cứng cáp này, và sau đó mình giảm cái độ dày đây lại, vì không cần thiết này, một cạnh dài một cạnh ngắn là được rồi, không nhất thiết là cứ phải là giống như hình vuông, hai cạnh phải bằng nhau. Mình nên để cái cạnh này dài, nhìn cho nó món đồ nó cứng cáp, nhưng mà bên cạnh đó mình sẽ giảm cái phần này lại, đó, cho nó thoáng phần lỗ hột ở dưới ra. Đó, mình sẽ tùy chỉnh cho nó món đồ cho nó phù hợp thôi. Đấy là hai cái ở đây. Cái thứ ba nữa đó là mình kéo thử đây đi ha, kéo này, kéo ra này, thu vào này, kéo ra thu vào này. Nó thay đổi cái phần ổ hột ở dưới, phần đỡ hột ở dưới này nó lớn ra để nó ôm ngoài cái chấu, hay là nó thu vào để phía trong cái chấu,
mình chỉnh cho nó khoảng nửa cái chấu thôi, chỉnh lên khoảng nửa cái chấu là phù hợp rồi. Đây khoảng 2 5 đi đó, khoảng dán nửa cái chấu cho nó giữ chắc cái phần chân này lại đó. Mình để xuống, để như này. Ok, vì đây là cái ổ hột chính liền này, và nếu mà mình cảm thấy nó hơi bị sát, nó không có khoe được viên đá mà muốn cần cho nó cao hơn chẳng hạn. Khi mà chỉnh đến đây rồi, mọi người quay trở lại cái đầu tiên này. Đó, xong mọi người sẽ hạ này xuống, thêm xuống. Xong mọi người sẽ kéo xuống thôi. Đó, để khoảng tầm này đi. Ok. Sau đó mọi người sẽ bấm trượt phải lấy ra như này, lấy cái phần ổ hột này chọn vào đục, lấy cái đục này đục nó đi. Đây mình sẽ cắt ngang. Ok, nó sẽ ra như này, kéo nó lên, kéo lên. Đây nó sẽ nằm khoảng vị trí như này chẳng hạn đó. Rồi bây giờ mình sẽ làm tiếp cái phần này. Rồi thì cái miếng này tiếp tục làm khối của nó thì làm kiểu gì? Nếu mà tiếp tục làm khối trong cái hình dáng như này thì đầu tiên mọi người sẽ lấy cho em tất cả các cơ ra, lấy tất cả các cơ của nó ra, hoặc là lấy cái cơ chính này, lấy cái cơ chính này. Đây, dùng lệnh lấy cơ này, lấy cái cơ chính này, đường bao ngoài và đường bao trong này. Rồi xong rồi sẽ mu xuống một đi chẳng hạn. Đó, nó sẽ như này, bây giờ mình nhìn đã, vì cái bên ngoài này nó cũng tương tự như là cái thành rồi, như là cái thành ngoài rồi. Mình có thể mình sẽ bớt cái phần ở dưới này đi, bớt phần ở dưới này đi, mình tính từ trên này xuống đây là một thôi, và mình sẽ lấy theo cái sợi này thôi, lấy theo cái sợi này. Mình sẽ tính ở đây, từ đây xuống đây, mình sẽ đo cái cạnh này. Đo thì có thể dùng cái lệnh led này, lệnh đo độ dài này. Xong rồi mình sẽ chọn một cạnh này, mình bấm chuột phải. Đây 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 là 0.6 rồi. 0.6 rồi. Đầu tiên là em sẽ lấy cái cơ phía trên này. Rồi. Sau đó mình sẽ hô xuống một. Đây, mình sẽ dừng ở đây. Tức là chọn nó này. Chọn cơ đấy này, chọn cơ ngoài ngoài cùng này. Còn đâu mình ẩn hết tất cả những đi, những cái kia đi. Cái sợi cơ ngoài này sẽ bật điểm lên, sẽ review lại đã, review lại 12 đi. Ok, đây mình sẽ bật điểm lên như này. Thì những cái đoạn này, từ cái đoạn này mình sẽ bật điểm lên. Đây mình sẽ chọn đến đây điểm này, sau đó sẽ bấm vào lệnh kéo 1D bắt cái điểm đó, giữ ship kéo này này, rồi kéo lên như này. Không nhất thiết là phải trùng lại, có thể là nó cách một tí xíu đây. Tức là như này, thành ở đây mình vẫn đảm bảo cho độ dày là 1 ly, nhưng mà khi mà chạy ra đến đây vì phía trên có rồi nên là mình sẽ bớt cái chỗ này lại, khoảng cách ở đây chỉ còn thêm khoảng 0.4 0.5 nữa thôi, nó cũng là 1 ly. Đấy, đấy là ở phía ngoài. Ở phía ngoài như vậy. Thì bây giờ mình sẽ tạo một cái surface đây. Sẽ dùng cái lệnh skip hai gel. Chọn sợi này, chọn đây. Xong mình chạm. Ok. Đó, xong mình sẽ xoay lại. Đây là cái thành ngoài nó sẽ ra như này, ngoài nó sẽ ra như này đó. Bây giờ lấy cái cơ ở trong ra,
Cái cơ ở trong đây. Thì cái cơ ở trong này. Đó, em sẽ lấy luôn bằng cái sợi ở ngoài này. Sau đó cái cơ ở trong này. Mình có bật điểm lên đã, hơi nhiều. Cũng review lại. Thì khi mà mình làm như này. Để ngoài và trong bằng nhau thì mình sẽ tạo được một cái đáy bằng. Sẽ tạo được một cái đáy bằng. Trong trường hợp mặt mà mình làm cái món đồ này đeo trước ngực người ta thì mình làm đáy, thông thường mình sẽ nên làm đáy bằng, nó sẽ phù hợp hơn, tránh những cái đoạn bị nhọn bị sắc đi. Và đây hai cái sợi này, hai cái sợi này có thể mình do lại, sau đó mình sẽ cắt ở đầu, chọn một điểm coi mình cắt ở đây là được cái sợi này review nhiều điểm đấy, review mấy chục điểm mà. Ok, xong rồi chạy lệnh skip hai gel, chọn trên này, cái sợi trên này nó bị đứt này, sợi trên nó bị đứt này thì mọi người sẽ lấy cơ ra đó, mọi người lấy cơ ra sau đó cũng roi lại, cũng review lại cũng nhiều điểm đây. Ok này, chọn hai cái sợi chính này, bấm lệnh skip hai gel này, chọn sợi phụ chạy. Ok, nó cũng thẳng thôi, khỏi cần căng. Sau đó mình sẽ gọi lại tất cả này. Rồi phần đáy này, phần đáy này phần đáy này đây em sẽ nối lại, nối cái sợi này, cái sợi này, ok, hai cái sợi chính, cái sợi cơ này nó bị nối tùm lum mà. Rồi chạy script hai gel này, thì có thể đến bữa nay là mọi người cũng đã quen với những cái tên lệnh rồi, những cái tên lệnh và những cái vị trí này rồi. Bắt đầu bây giờ mình sẽ sử dụng là mình sẽ bấm tên lệnh nhiều hơn, và sau khi mà một thời gian mình bấm tên lệnh quen rồi, mình thuộc nó nhiều hơn rồi, mình sẽ hướng dẫn là cài phím tắt cho những cái lệnh mà mình hay dùng ấy. Mình xử lý cho nó nhanh thuận tiện khi mà mình làm. Và đây mình thử dùng cái lệnh thép xem đóng nắp được không. Đóng nắp được. Đóng nắp được thì chắc chắn là kín rồi. Kín thì mới đóng nắp được. Nếu không là vẫn hở. Rồi, kín rồi. Đây, xong một sợi mình đã tạo ra. À, xong cái khối. Khối bên này. Cái khối vát bên này. Giờ mình sẽ lấy cái đường giải đá này. Cái đường giải đá này. Hiện tại nó hơi bị lượn một chút. Khi mà mình offset xuống, bên này mình cũng làm khối là 1 ly thôi. Bây giờ đây mình cũng làm khối là 1 ly thôi. Offset xuống 1 ly. Đây. Đây như này. Mình sẽ quay cho bên này mình nhìn. Có thể là mình sẽ kẻ một cái đường thẳng từ đây qua đây. Mình thấy được rằng là nó gần chạm rồi. Thì hạ xuống nó xuống một xíu đi. Hạ xuống. Rồi, ok, như này. Tức là em hạ xuống cho nó bằng luôn với cái đường căng ngang dưới cùng của cái khối màu xanh này, tức là đỉnh màu trắng này với cái khối màu xanh này bằng nhau rồi, bằng nhau rồi. Lát mình sẽ làm liên kết lại thôi, lát mình sẽ làm liên kết lại thì đáy nó sẽ bằng, nó hoàn thiện lại. Rồi xong rồi bắt đầu mình sẽ coi lại trên này chưa giao nhau này, chưa giao nhau thì lát làm khối liên kết này. Ở đây là ok rồi. Đây xong mình sẽ làm phần rải đá đúng không, làm phần rải đá thì dĩ nhiên là phải lấy một cái sợi cơ ra, dùng cái lệnh extract insert cơ, sau đó lấy cái sợi sợi ở giữa ra. Chỉ khi mà dùng cái lệnh sweep hai gel mình chạy được cái surface này, cái surface tạo ra cái khối này thì mình mới lấy cơ được, nó chạy suốt một đường ở giữa của cái surface đó.
Nếu mà khi mà mình lấy cái dùng cái lệnh extract trên Soaker này, muốn lấy cái cơ kiểu như này nhưng mà nó lại cứ ra cái đường dọc và đường chéo thôi, thì mình hiểu là trong cái trường hợp này thì surface đó của mình làm bằng cái lệnh khác, hoặc là cắt ra rồi, hoặc là làm sao đó nó không có giống như tạo bằng cái script hai gel, nó không có những cái sợi cơ chính ở giữa như này. Mình sẽ phải tạo lại nó thì mình sẽ lấy được. Thế thì ở đây em sẽ không có giải đá từng viên nữa nhé, để mà rút ngắn cái thời gian mà mình làm này, mình cho được nhiều cái món đồ hơn. Thì đây em sẽ sử dụng cái giải đá trên cơ thôi. Thì cái giải đá trên cơ này đối với một cái đường cong đơn giản như này, không có cái độ sai lệch lắm về cái độ uốn lượn hay là đường cong lồi cong lõm gì trên cái surface này, thì mình dùng cái này cũng được, là mình chỉnh cho nó đúng cái lệnh, đúng cái những cái thông số ở đây. Ví dụ giải khoảng 1.2 đi, 1.2 bé qua 1.5 đi, 1.5 này, chiều cao mặt này 0.15 này. Mọi người nhớ này, đầu tiên là size đá này, cao mặt này, khoảng cách này, đó có ba cái này thôi à. Còn hai cái đầu tiên này thì mình cầm chuột mình kéo được rồi. Sau đó chọn ở trên này, chọn vào cái fix này để mà chỉnh cho cái khoảng cách cho nó được chính xác nhất. Thì mà đưa vào đây như này. Đó. Mình sẽ để như này. Là cái viên này đều hết xuống đây. Có mỗi viên này thiếu thôi. Nhưng mà nếu mà cái viên này, đây là ly rưỡi, lát mình sẽ thay cái viên này bằng cái viên nhỏ hơn, tại cái vị trí nhỏ hơn như này thì nó sẽ phù hợp hơn. Mình có thể thay ly 2, ly 3, ly 4 gì đó vào vị trí này. Ở đâu những cái viên này đều đẹp là mình sẽ ưu tiên trước. Sau đó thấy ok rồi, bấm chuột phải. Vậy là xong thôi. Vậy là đã giải đá xong. Ở đây tôi sẽ unwrap vào, bỏ này đi, chọn surface này, bấm game on surface này, chọn trên này 1.3 đi chẳng hạn. Vi offset này là độ cao mặt này cũng là 0.15. Xong rồi mình sẽ bật ni ở đây đây. Nếu mà cảm thấy vẫn hơi vướng một xíu thì giảm xuống 1.2. Đó, 1.2 là có vẻ ok rồi. Để khoảng cách khoảng 0.18 đi. Đó, rồi xong. Rồi. Và ở đây cái viên đá chủ này, mình xoay ra. Bấm lệnh xoay này. Bấm tại tâm end của nó này. Nó hiện là tức là cái đỉnh đỉnh đáy này của cái viên đá này, nó hiện là end này. Mọi người nhập 45 độ. 45 xong bấm enter, nó sẽ ra là 45 độ. Sau đó sẽ mua lên đây. Đó, mua lên đây. Vừa là che đi cái vị trí khoảng trống xấu ở dưới này, vừa là liên kết lại phần này cho nó chắc chắn hơn, dính nhiều hơn. Đó. Như vậy. Có thể lệch lạc với hình dưới một chút, không sao hết. Nếu mà cần thiết để mà giống 100% ấy, thì bây giờ mình có hình, có hết mọi thứ ra rồi, mình có thể mình cho cái to cái viên này lên, cho to lên 5.5 mm, sau đó mình sẽ kéo xuống một xíu, chỉnh xuống một xíu là vừa thôi. Ở đây mình thấy được rằng là họ có nối từ đây qua đây. Vậy thì nếu trong cái trường hợp này mình cũng cần cái độ liên kết đấy cho nó cứng cáp hơn, thì ở đây viên đá này em sẽ kéo trực tiếp giữ ship, bấm đây 55 chia 50 enter, mình chia trực tiếp tỷ lệ ở đây. Có thể cái chấu nó sẽ hơi lớn hơn một chút, nếu mà cần thiết thì mình sẽ làm lại cho nó giống tuyệt đối luôn, nếu mà không cần thiết thì mình sẽ để trong cái trường hợp mình làm xoàn đấy, chấu nó lớn hơn một chút cũng được. Đây mình sẽ để như này. Đó. Vậy là giống rồi, khít luôn rồi. Ok.
Đó. Bây giờ cái hình này bẩn đi nha, không cần nữa nha, tắt cái khung lưới đằng sau đi. Đó, mình sẽ để như này thôi. Quay trở lại bên này thì phần làm ổ hột này, hai phần khối này, mọi người còn nhớ cái lệnh đó là cái lệnh sale không? Lệnh sale này nè, đào lòng. Bữa em có hướng dẫn bên cái phần hình hộp chữ nhật đấy. Vậy thì áp dụng vào trong trường hợp này, bấm vào 0.5 chẳng hạn, enter một, thế là chọn cảnh đáy, hai là cảnh phía trong, bấm chuột phải. Đây, mọi người sẽ thấy này, đó, làm lại nha, bấm lệnh này, chọn đáy này, chọn cảnh phía trong này, chọn luôn hai cái cạnh nhỏ ở ngoài này, bấm chuột phải này, mọi người thấy này, từ trên xuống còn lại đúng là 0.5, từ ngoài vào còn lại thì là 0.5. Cái lệnh này thì mọi người phải phải thực hành một vài lần thì sẽ nắm được cái hoạt động của nó, và mình cũng có thể là mình sẽ hiểu hơn, áp dụng nhiều trường hợp hơn. Tức là đây em đào lòng phía trong đi, chỉ để lại cái thành ngoài thôi, thành ngoài nhìn nó vẫn cứng cáp, nó chắc chắn, nhưng mà loại bỏ bớt vật liệu đây đi rồi thì món đồ nó sẽ nhẹ nhàng lại. Đó, đây là cái thứ nhất. Rồi bây giờ cái thứ hai, có thể mình sẽ làm đục lỗ hột với lại cái chấu sau đi, không cần quan tâm nó nữa. Bây giờ có phải là sẽ lấy hết tất cả những cái cơ, lấy cơ ở dưới này, sợi này, rồi ok, và mọi người kéo xuống đây, kéo xuống không cần biết bao nhiêu hết, nhập vào cái ô vuông này bằng không, bằng không nha. Đó, nó sẽ ra như này, cả cơ đang giao nhau này. Mọi người không có cần sử dụng vô cái lệnh chi nữa để mà tạo surface luôn, thì ở đây trong cái phần cơ này, cái hình này, cơ bu lìn, cơ bu lìn này, ở cơ này, ô thứ hai này, phần này, cơ bu lìn này, chọn vào delete all này, bấm chuột trái, bấm chuột phải, thì nó sẽ cắt cho mình và nó tạo cho mình một cái sợi cơ kín và phẳng như này. Mình chỉ việc mình lấy cái này mình tạo tạo surface thôi, hoặc là mình sẽ offset cơ trực tiếp vào, offset cơ trực tiếp đây 0.5 đi chẳng hạn, chuột trái, mình sẽ dùng cái lệnh tạo surface này, Conan Surface này, xin xóa cơ đi này, đẩy sang lên nhé, kéo thẳng lên, kéo thẳng lên cho nó gần sát luôn, đó gần sát như này. Và cái này, ở đây như sẽ sử dụng cái lệnh gọi là ít chút khổ, ít chút Surface để tạo thành khối, ít chút Surface. Okay. Đây cái lệnh extrude surface nó ở đây, trông cứ giống giống như extrude cơ, extrude surface đây, xong mọi người chọn vào surface, mọi người bấm chuột phải, thì cái nguyên lý hoạt động của cái này nó cũng giống như là của cái extrude cơ thôi, cũng là chọn hướng, sau đó nó hiện thêm là solid này đóng khối vậy thôi, còn bot size thì cơ cũng vậy à, ở đây là chọn đóng khối này, xong mình sẽ chọn hướng trên hoặc dưới, đây mình chọn hướng lên trên. Đó, sau đó thì bấm chuột trái vào như này, mọi người thấy này, nó có một cái khối ở dưới và dán lên trên, và bây giờ cái đáy nó bằng với nhau rồi, bằng với nhau rồi. Nếu mà mình sẽ đổi màu về cùng một màu thôi, một màu như này chẳng hạn, đó mọi người sẽ thấy được rằng là nó liên lạc lại,
nó thành một cái đáy bằng. Nhìn cái món đồ mình nó có thành có cạnh như này, nhìn nó đẹp. Và thứ hai nó phẳng này, thuận tiện, không có bị vướng gì hết. Rồi, ok. Còn thêm một cái nữa là có cái giọt nước không ta? Mình sẽ làm chấu và làm cái phần ổ hột ở đây. À, ổ hột làm rồi, làm chấu với lại cái phần đục lỗ hột. Okay, dài. Không có cái giọt nào. Còn những cái phần giao nhau này mình cắt như thế nào? Và cái phần khối lớn này thì mình đục như nào? Thì bây giờ với cái khối lớn như này chẳng hạn, em thử bấm Excel đi ha, cũng 0.5 này đi, xong mình dùng lệnh coi nó có chạy ra được không đã. Nó bị lỗi rồi, cái khối này của mình xoắn mà đây, nó lỗi rồi, nó xoắn lại rồi. Thì đào lòng cái khối này kiểu gì? Đào lòng cái khối này thường, thường những cái khối mà cong mo như này đào lòng nó rất là khó, mình phải kiểm soát được tất cả những cái surface mình offset vào như nào các thứ mà đào lòng nó đi. Đây như này, bây giờ mình sẽ copy nó ra 20 nhé. Mình copy hoặc là mình move ra, move copy ra đơn vị là 20, lát mình đẩy vào cho nó trùng khớp. Giờ mình sẽ đổi màu nó đi, và bây giờ mình sẽ phá nó ra, phá ra như này. Khi mà đào lòng cái khối này thì có phải là từ trên xuống không, mình sẽ trừ hao nó. Đây offset surface này, mình sẽ offset nó xuống, offset nó xuống khoảng 0.5 gì đó chẳng hạn, không đóng khối nha mọi người. Đó, mình sẽ offset cái surface này. Tiếp tục surface này, ở đây mình sẽ offset khoảng 0.4 thôi. Đây như này, surface này vào mình offset vào, hoặc là mình sẽ offset ra, mình offset vào đi, tạm thời mình offset vào 0.4 đã, để cho cùng một số để cho mọi người dễ nhớ này. Bên này offset vào, nhưng mà cái này có phải là phía ngoài không, phía ngoài của mình offset vào là 0.5. Còn phần phía dưới này mình chỉ cần nó offset xuống 0.1 thôi, tức là cho nó ra ra khỏi vị trí ban đầu á. Được rồi, ok, bây giờ mình sẽ xếp coi đã, đổi màu đi, đổi một số màu đi mình nhìn cho dễ. Ẩn cái này đi đã, tức là khi đào lòng mình sẽ đào được cái phần phía trong này, phần phía trong như này, đào hết đến đây chẳng hạn, nhưng mà đến chỗ này bé quá mình cắt đi, mình đào được khoảng một nửa thôi, một nửa nó như này, một nửa nó như này, và nó sẽ đào ra đến đây. Nhưng mà khi mà nếu mà làm như này, những cái đường cái khối này nó đang rất là méo, cái đường cái khối này rất là méo, vậy thì mình sẽ từ cái surface này mình sẽ làm một cái đường, một surface phẳng thôi, là một cái surface phẳng đơn giản, lượn từ dưới lên trên được thôi, lượn từ dưới lên trên này. Thế là mình sẽ lấy cái sợi này, sợi này và cái sợi này, lấy cái sợi ban đầu như này, và mình sẽ nối một cái cơ ở đây sang, mình sẽ soi đây là dùng cái lệnh skip hai gel này để mình làm một cái surface phẳng như này, một cái surface phẳng. Ok, rồi mình sẽ đưa qua đây, surface màu tím lên đi, sẽ đưa qua đây như này, và sau đó mình sẽ offset xuống, mình sẽ dùng cái lệnh offset này, offset xuống 0.2 gì đó. Đây nó đang ở đây, mọi người offset xuống thêm một chút nữa, offset xuống thêm khoảng 0.2 nữa. Rồi, tức là cái mặt trên này nó là gồm nhất là gì, rất là nhiều mặt cong này, mặt chéo, mặt vát đủ các này, đủ các thứ này, mình không có lựa chọn nó mà mình sẽ thay thế bằng một cái mặt mặt phẳng như này thôi, mặt phẳng như này.
mình sẽ đưa vào, mình đào lòng ít đi, mình đào lòng ít đi, mình không có đào nhiều nữa, mình không có đào lòng nhiều. Thế thì bây giờ bắt đầu ở đây mình sẽ dùng cái lệnh cắt đi, dùng insert để cắt cái surface này theo cái hướng ngang này. Bây giờ mình đào, tính đào ở đây thôi, bỏ phần này đi đã này. Và sau đó người sẽ sử dụng cái lệnh là extend space này, extend space kéo dài lên ra, chúng ta kéo dài ra một luôn, có thể tạm thời đây là một đó. Xong rồi bật điểm lên, đây là đâu, đây là đây, đây là đây. Rồi mình sẽ chỉnh nó, và để chỉnh làm gì thì mình cứ tạm thời là mình cứ nhìn mà mình hình dung trước một chút, tức là em chỉnh cho nó lui vào, cho nó lui vào trong này một chút, cho nó lui vào trong này một chút như này. Mình không có cắt xong ra ngoài này sớm quá. Đây nó khoảng như này đi, và sẽ review lại, hoặc không review lại đi, review lại chỗ này phải nhiều điểm lên, 29 gì đó, chỗ này để 4 thôi. Ok. Rồi. Cái surface này bây giờ mình sẽ offset xuống. Offset có đóng khối nha. 0.8 gì đó chẳng hạn. Để cho nó đi ra khỏi bề mặt như này. Rồi. Cái surface xanh này bây giờ mình sử dụng cái lệnh extend này. Kéo xuống. Đấy nó dài ra như này. Sau đó surface giao với khối thì mình sẽ nhớ ngay đến cái lệnh press solid này. Và mình loại bỏ hết đi, xóa hết những cái không cần thiết đi. Và mình sẽ đẩy cái khối này vào trong này thôi. Sẽ đẩy cái khối này vào trong như này. Và đây cái khối này mình thấy được rằng là nó còn đang hụt một chút. Nó còn đang hụt một chút, nó chưa giao vào phía trong. Nó chưa giao vào phía trong này. Cái mình cần là mình đục luôn cái thành ở phía trong này đi mà. Đây, vậy thì bây giờ mình chỉ để hai cái hình này thôi. Qua bên này. Mình bấm vào đây. Cái này. Cái cách mà để chỉnh khối thì sẽ gọi là lệnh edit, mình sẽ bật nó lên. Và trong trường hợp này mình chỉnh tăng cái số điểm lên. Tăng nhiều lên. Đó. Mình sẽ kéo ở đây ra. Mình sẽ chỉnh ở đây, kéo đây. Khi mà mình nhìn thấy nó đi ra hết khỏi cái khối màu vàng này, rồi mọi người thấy à, nó đi ra hết khỏi cái khối màu vàng này là ok rồi. Thì mình bật điểm mình chỉnh lên thì chắc chắn nó sẽ méo rồi, nhưng mà mình bật nhiều điểm và mình chỉnh ít thôi cũng không có ảnh hưởng quá lớn đấy, thì mình dùng vẫn được. Sau đó chọn cái khối này, bấm lệnh đục, đục đây đi. Đó. Đây là phần đào lòng. Phần đào lòng sau khi mình tạo cái khối đơn giản để mà mình đào nó đi thì nó sẽ còn lại là như thế này. Nó sẽ còn lại là như vậy. Thì sang những cái trường hợp khác thì có thể là đào lòng nó sẽ dễ hơn, nhưng mọi người sẽ dễ hình dung hơn. Trường hợp này nó có khối mo thì nó sẽ khó. Vậy thì sau khi đào lòng xong rồi thì dĩ nhiên là những cái đoạn thừa này mình phải cắt bỏ đi, đúng không? Để mà hai cái khối này nó dính nhau thì chỉ nên cho nó dính vào mép này một chút, hoặc là vào thêm khoảng 0.3 tính từ mép vào. Vậy thì cái mép ở đây ở đâu? Nó là cái sợi cơ ở trên này, hay nói đúng hơn là cái surface trên này, cái surface này. Thì phải lấy surface ra. Đây có copy nha, chứ không là sẽ bị hở khối nha mọi người. Sau đó sẽ sử dụng vô cái lệnh ăn chim này, đó ăn chim này, để trả cho nó thành cái surface. Tiếp theo có khối, có surface rồi, mình lại nghĩ đến cái để kéo dài cái surface cho nó lớn lên. Cho nó lớn lên thì mình mới dùng cái lệnh cắt nhau giữa khối và surface được. Đây và surface đây, thì mình để ý xem nó có bị giao nhau ở đâu không. Thì cái khối với cái surface nó đang giao nhau ở ngoài này nữa cơ. Thì trước khi làm mình đã cắt cái phần
cần Surface đi. Em bấm lại cái lệnh cắt nhé. Chọn Surface này. Mình không cần nhất thiết là mình phải kẻ cái cơ lên trên nó. Mình bấm vô trực tiếp vô cái lệnh cắt, lệnh Split này. Sau đó chọn vô Insoker này. Chọn Insoker thì nó sẽ hiện sợi cơ dọc hoặc là sợi cơ ngang, sợi cơ chính hoặc là sợi cơ phụ. Nó mình sẽ đổi chiều thì đó, sao cho mình cái đúng cái mình chọn. Bấm chuột trái, sau đó bấm chuột phải là nó sẽ tự cắt đôi. Đó, vậy thôi. Và khi mà cắt đôi như này rồi, mình nên làm cho nó giao vào nhau một chút. Đó là offset vào 0.3, không đóng khối. Lấy surface thôi. Lấy surface ra, chọn vô cái khối này. Rồi, mọi người sẽ sử dụng lệnh Brush Solid này. Xóa bỏ cái phần này đi. Đây. Sau khi cắt xong thì nó còn như này. Thì cái surface trắng này, mọi người nhìn thấy này, nó giao đều với cái surface vàng ở phía dưới này là 0.3. Đó, cắt xong nó sẽ thành như vậy. Tương tự với surface ở đây. Mình sẽ làm nhanh thôi. Kéo dài nhỉ. Surface này. Đó, mình chọn vô đây. Dùng lại Crash Solid này. Nếu mà nó cắt lưng lửng như này, có vết cắt này mà nó không đứt này, thì mình hiểu là nó có phần nào đó nó chưa giao hết, nó giao còn thiếu, nó giao nhau nhưng mà nó chưa đi hết qua bề mặt, thế nên là không cắt đứt được. Đây, sau khi mà kéo dài nó ra, không dùng loại lệnh nó cắt được. Tiếp tục ở bên này, này lấy surface này, Antimon, tên surface, chọn nếu mà mọi người không muốn cắt surface trước ấy, mọi người sẽ chọn cái surface về với cái khối này, sau đó mọi người sẽ sử dụng lệnh chim, sau đó bấm vào khối này, nó sẽ cắt mất như này, nhưng mà nó đang hở nha. Sau đó mọi người chọn lại cái surface, bấm vào cái lệnh cắt, chọn cái khối mà vừa bị cắt đi vậy á. Đó, xong mọi người bấm cắt thì mọi người sẽ cắt được cái surface đi đúng vào cái miếng này. Mọi người sẽ dính lại một cái khối này thôi. Đó. Xong. Ok. Rồi. Nhưng mà khi mà mọi người cắt xong ấy, mọi người sẽ thấy như này này. Tất cả những cái đường nét nó sẽ giao nhau vừa phải. Nó giao đến mép của nhau rồi dừng lại, đều mép hết rồi dừng lại. Không có cái nào bị nhô vào trong nhiều. Nhô vào trong thì mình sẽ thấy được là nó sẽ sự lệch lạc của nó đi. Mình sẽ cắt nó liền. Đó, sau khi cắt xong nó sẽ gọn gàng lại như này. Và đây mình sẽ chọn lại những cái hàng đá này và mọi người sẽ nhập vô lại cái cây độc này. Thì khi mà trước khi mà mình làm chấu rồi, mình có thể đục cái khối đục cột ở dưới trước cũng được. Đầu tiên là mình sẽ nhập ngược từ dưới lên đúng không? À, cái này 105 này, cái này 5% này, cái này là 10 này. Rồi ok, cái phần chân cái đục này mình để 60 này. Đây là đang là cái khối, cái phần đục của chấu này. Sau đó mình sẽ giảm cái này xuống âm 5 này, âm 10 đi, âm 10 này. Đó, mình sẽ giảm nó xuống âm 10 và mình kéo cái phần này lên một chút. Bây giờ mọi người sẽ phải để ý cái phần kéo này bớt lại. Vì sao? Vì nó sẽ đục lẹm vào thành rồi. Cái khối mình làm khi mà nó có thành thì thường thường đối với những cái cây đục này nó sẽ lẹm một chút. Mình sẽ phải điều chỉnh nó, kéo nó lên. Nếu mà mình muốn lô cột nó lớn cho nó sáng cái viên đá chẳng hạn, hoặc là nó cũng nhẹ cái món đồ đi chẳng hạn, mình để 60%. Nếu không mọi người giảm xuống 55 hoặc là 50 luôn như này thì nó sẽ không có đục, không có lẹm thành. Đó, nó không có bị lẹm vào thành. Mình không cần quan tâm nó kéo lên kéo xuống nữa. Và nó sẽ bấm chuột phải dứt lại và chọn khối, rồi bấm vô cái lệnh đục khối này, chọn đi cái đục đục đi. Rồi
tiếp tục chọn lại, nhập vào, sau đó điều chỉnh sang thông số của bực chấu. Khóa cái đục lại, chọn tất cả những cái viên đá cùng một loại trước, bấm vô F6, chọn vào form form adder thông số của đá 1,5 ly, 1,5 ly ở đây, nhập cho em gọn vào 0.52 đi, 0.52 nha, đang làm lên 30%. Đây là 0 này, đây là 70 này, đây là 0.4 này. Mọi người thông số cái đục này, mọi người thì nó giống như là công thức rồi, thế nên là mọi người sẽ nhập đúng cho em nha, thì nó mới ra kết quả đúng được hình dáng chấu hay là độ mạnh độ yếu của chấu thì nó mới xác định được. Đó. Như này, sau đó mình sẽ unwrap này ra, sẽ bỏ hai cái chấu này, vị trí nó bị sai mình bỏ đi, nó có thể mình chọn luôn càng lớn càng nhỏ này, mình sẽ giảm về khoảng 50 đi chẳng hạn, 50 đi. Đó, khi mà nhập hai số của chấu của đá lớn và của đá bé cùng về một kích thước thì nó sẽ hiện ra. Đó, mình sẽ unwrap này ra, giữ lại đường này, bỏ đi đi. Vậy là xong. Trong trường hợp mình nhà làm ra như này mà mình thấy cái phần này nó trống nhiều quá, nếu mà để không như vậy nó rất là kỳ, nó xấu, mình sẽ vô phần setting này, và ở đây tên của nó là form on surface này, tạo chấu phụ trên surface này. Mọi người sẽ nhập surface vào đây, cách làm giống như giải đá thôi. Khi mà nhập vào đây này, cái chấu nó nhảy lung tung này, thì mọi người chọn vào cái disable này, tắt cái phần điểm này đi nhé, tắt cái phần điểm đi là mình khống chế nó dễ dàng liền này, hoặc là mình tắt hết điểm đi, tắt hết điểm những đang bật ở đây thôi. Thì những cái thông số đây mình chỉnh giống như là của đá này thôi, cứ chỉnh giống đi đã cho nó dễ nhớ này. Sau bắt đầu mình sẽ giảm nó xuống, còn khoảng 0.3 thôi, mình thấy nó nhỏ quá thì đó, mình tăng nó lên khoảng 0.4 chẳng hạn. Đó, xong mình đặt vào đây, rồi mình đặt vào đây, xong mình giảm nó xuống, mình đặt tiếp vào đây, mình bấm chuột phải là xong. Đó, nó sẽ như vậy. Cái chuột phải vô màu tím này, chọn group này, mở unlock ha, sau đó chọn chấu này, mình đục đi. Ok, vậy là xong, hoàn thiện cái mặt này. Vậy thì còn cái giọt nước, còn cái giọt nước thì em sẽ lấy từ cái món đồ khác xem, sẽ treo vào đây, vẽ nữa.